xong rồi còn tròn chỗ ấy là đi qua toàn được dùng đồ mới tinh luôn. Use the right two lanes to turn right on Stamford Road.
Orchard Boulevard, Patterson Road. Use the left 3 lanes to keep left to Orchard Boulevard, Patterson Road. Bật này quay phim có đứa nó đọc tên đường chỉ dẫn hay cho YouTuber phải nói.